Xin chào các anh, hôm nay em sẽ giới thiệu với các anh chiếc điện thoại Vertu Signature S zin nguyên bản chính hãng. Zin chính hãng cả ruột cả vỏ từ A đến Z, từ đầu đến đít luôn các anh nhé. Đây là trên tay em đang cầm, đây là chiếc Vertu zin nguyên bản chính hãng. Còn đây là chiếc Vertu Signature S chính hãng độ vỏ. Ruột chính hãng thôi, còn vỏ thì là vỏ độ. Ruột chính hãng cũ, vỏ được làm mới lại. Còn đây là chiếc Vertu zin nguyên bản chính hãng. Để mà biết Vertu zin nguyên bản chính hãng hay không ấy, thì anh em có thể kiểm tra bằng nhiều cách. Ví dụ như cách thứ nhất là anh em có thể bấm nút bên sườn này, nó lên dòng chữ Concierge này thì là Vertu Signature chính hãng. Tiếp theo anh em có thể bấm nút bên sườn bên tay trái nhé, là nút âm lượng này. Đấy, nó lên âm lượng mức từ 1 đến 10 như này là Vertu chính hãng anh nhé. Còn nếu mà nó lên từ 1 đến 7 thì là Vertu nhái, Vertu Hồng Kông, Vertu Đài Loan, Replica. Còn lên từ 1 đến 10 như này là Vertu chính hãng. Ngoài ra là anh em có thể kiểm tra bằng mã lệnh của nó, là mã lệnh là sao thăng 9 2 7 10 2 6 8 9 thăng. Thì lên mã lệnh này thì cái dòng đầu tiên của nó xuất hiện dòng chữ gọi là serial number như này này, là Vertu chính hãng. Còn nó Vertu fake Hồng Kông thì dòng đầu tiên nó không bao giờ lên cái chữ serial number như này. Cái chiếc điện thoại Vertu Signature S bản chính hãng này có được cái mặt sau của nó là làm bằng đá ceramic cực kỳ bóng và cực kỳ bền. Anh em yên tâm dùng cái mặt đá ceramic này 5 năm, 10 năm, 20 năm thì nó vẫn cứ bóng, cứ đẹp như này. Đấy, cái khung thép này cũng là chất liệu khung thép bền vĩnh cửu. Và đặc biệt của chúng ta có thể test thử cái chiếc điện thoại Vertu zin nguyên bản chính hãng này với cả máy độ vỏ. Về hình thức thì hai chiếc máy này, đây là chiếc máy độ vỏ em dán đây để dễ phân biệt. Về hình thức thì hai máy này thì nó cũng không thua kém nhau là mấy. Nhìn bên ngoài thì nó rất là giống nhau. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta có thể có một số cái thiết bị máy móc để chúng ta test thử. Đây là máy đo độ cứng. Đối với máy chính hãng thì kính của nó sẽ được làm bằng kính sapphire như này. Và chúng ta có thể kiểm tra. Đấy, còn đây là máy độ vỏ. Đấy. Nhìn bên ngoài thì anh em rất là khó phân biệt được. Nhưng nếu mà anh em mà có cái máy chính hãng nào mà băn khoăn lăn tăn không biết là có phải chính hãng zin nguyên bản hay không thì mang đến bên em, thì bên em kiểm tra miễn phí cho anh em nhé, không lấy tiền, kiểm tra miễn phí giúp đỡ hỗ trợ anh em. Chiếc máy Vertu zin nguyên bản chính hãng này giá mới của nó là 280 triệu, và trong hãng thì người ta bán ra rồi. Thì em có hỏi người ta có mua lại máy cũ không thì người ta không mua lại. Tuy nhiên là máy này cũ dùng rồi và zin nguyên bản, hãng thì bảo hành 1 năm, trong khi đó là cái máy này là em dùng, vì thế nên là em bán lại cho các anh em. Giá trước em mua là 280 triệu, bây giờ em để lại cho các anh giá chỉ có 75 triệu đồng thôi, chỉ 75 triệu đồng thôi. Và hãng người ta không mua lại máy cũ, nhưng mà khi mà anh em mua của em ấy, mà anh em không có nhu cầu dùng đến nữa ấy, thì anh em cứ mang đến đây em sẽ mua lại. Hãng người ta bảo hành có 1 năm thôi, thì em dùng rồi em biết chất lượng nó cực kỳ tốt, và em đảm bảo chất lượng của nó, em đã qua thẩm định kiểm tra kiểm định rồi, vì thế nên em bảo hành cho anh em hẳn 2 năm. Anh em nào mà có nhu cầu, mà có khoảng tài chính muốn bỏ ra khoảng mong muốn khoảng độ tầm dưới 100 triệu để mua điện thoại Vertu thì hãy liên hệ với em nhé. Liên hệ với em qua số điện thoại 0965096886. Có thể kết bạn Zalo hoặc nhắn tin Zalo với em qua số điện thoại 0965096886. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.